Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn ơi. Khi các bạn xem qua video, các bạn vui lòng nhấn vào nút đăng ký để các bạn sẽ cập nhật được những video mới khi mà mình sản xuất ra nha các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người hãy giúp đỡ mình các bạn ơi. Các bạn nhấn vào kênh và xem lại những cái video mà các bạn chưa xem đó để giúp đỡ mình trong cái thời gian này ha các bạn. Mình mong tất cả mọi người xem nhiều video hơn nữa nha các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin phép các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tiếp theo thông tin liên quan tới vụ sét đánh nha các bạn. Ngoài ra cái ngày 22 tháng 9 đó các bạn, cái vụ mà sét đánh một anh kỹ thuật bảo dưỡng ở sân bay Nội Bài đó các bạn, thì anh Nguyễn Văn B đã 40 tuổi đó thì bị sét đánh và tử vong ha các bạn. Thì sau đó cũng cùng ngày ở bên Thụy Sĩ có 14 em học sinh đang chơi dưới sân bóng cũng bị sét đánh và bị thương rất là nặng. Hiện tại thì ở bên bệnh viện ở Thụy Sĩ đang theo dõi tình trạng và chúng ta chưa có một cái thông tin mới. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi, khi nào có thông tin mới mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì hôm nay là mình chia sẻ tiếp theo cái vụ việc cũng xảy ra vào ngày 22 tháng 9 ở tại tỉnh Đắk Lắk đó các bạn. Thì trong cái thời gian mà mưa bão mà các bạn ơi, xảy ra nhiều cái vụ việc rất là thương tâm lắm. Nào là mưa bão nước cuốn trôi, rồi bị sét đánh, rồi bị cây ngã. Nói chung là năm nay, năm 2020, từ lúc tháng 5 tới hôm nay là được 4 năm tháng rồi. Cái thời gian mà bị tai nạn rất là thương tâm các bạn ơi. Giống như là bây giờ mình xin phép mình quay lại vào tháng 5 nha các bạn. Trong cái thời gian đó là có nhiều cái vụ việc liên quan tới cây phượng đè chết học sinh ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Và liên tiếp sau đó là có những cây phượng đổ bật gốc, giống như ở Đồng Nai nè, ở Thái Nguyên nè, ở thành phố Hồ Chí Minh nè, ở quận 9 nè, rồi ở Bình Dương nè, vân vân, có nhiều nơi liên quan tới cây phượng đổ ngã bật gốc đó các bạn. Thì cây phượng ở bên ngoài nhìn rất là xanh tươi tốt thôi các bạn, nhưng mà phía bên trong thì nó có những cái dấu hiệu là mục rỗng hoặc là cái độ rễ không có bám sâu xuống đó, cho nên là thường bị bật gốc và đè hư hại tài sản, giống như là đổ đè là trên xe nè. Rồi có một trường hợp là ở quận 3 cây phượng mà đè đó một em học sinh tử vong đó, thì xảy ra rất là đau lòng nha các bạn. Trong những ngày mưa bão này thực sự mà nói là không biết làm sao mà tránh được các bạn ơi. Cái việc mà tai nạn sét đánh này rất là thương tâm các bạn. Thì cũng chiều ngày 22 tháng 9 xảy ra ở tại xã Cư Em Ga ở Đắk Lắk đó các bạn. Ở trên địa bàn ở đó thì có một vụ sét đánh. Khi mà những người nông dân người ta đi làm đồng đó các bạn, trong cái thời điểm này thì những người dân tộc ở nơi đó người ta đang gặt lúa. Thì thường ở quê các bạn trao đổi công đó, người này giúp cho người kia, rồi người kia lại giúp cho người nọ. Nói chung là họ trao đổi công cho nhau chứ không có làm mà lấy tiền. Thì thường bà con nông dân ở đó là họ giúp nhau, ví dụ như người này mượn người kia một công thì hôm sau người khác trả lại một công vậy đó. Vào những ngày mưa bão thật ra mà nói không biết làm sao mà tránh được ha các bạn ơi. Cái sự việc xảy ra vào trưa 22 tháng 9 thì những người mà làm nông ở đó đó các bạn, thì thấy là mưa bão gió to, cho nên là trong cái thời điểm đó mọi người ngưng không có gặt lúa nữa, thì mọi người mới là đi bộ trên cái bờ đê để đi về. Thì trong cái lúc đó là mọi người là thấy là sấm chớp dữ dội quá cho nên cũng sợ, cho nên ngưng không có gặt lúa nữa mà đi về đó các bạn. Thì trên đường về thì họ bị sét đánh, thì trong đó có hai người lớn và một trẻ em nha các bạn. Thì trong lúc đó là khi mà sét đánh ngã xuống rồi thì bà con ở nơi đó là tri hô lên và đưa những người này đi cấp cứu. Nhưng mà không may các bạn ơi, hai người lớn đã bị tử vong, còn một em nhỏ thì đang trong cái tình trạng là bị thương nặng, bỏng toàn thân nha các bạn. Thì được biết là anh Y Xét và Y Thuyên và cháu Y Linh đó, thì trong ba người này thì hai người lớn anh Y Xét và Y Thuyên đã tử vong, còn em Ylin thì đang bị thương và đang điều trị. Thì được biết là những người dân tộc ở nơi đây là họ rất là nghèo khó các bạn ơi, cuộc sống của họ khó khăn dữ lắm. Được biết là anh Yset á, một cái gia đình rất là khó khăn, thì một năm trước thì vợ anh qua đời, anh một mình nuôi
hai đứa con nhỏ, một đứa thì 1 tuổi và một đứa thì 10 tuổi. Thì một năm sau bây giờ anh bị sét đánh tử vong nữa, thì hai em này, con của anh ấy sét là bây giờ là mồ côi cha mẹ. Rất là thương luôn các bạn ơi, rất là tội nghiệp. Trong cái những cái hoàn cảnh khó khăn, cái cuộc sống khó khăn này mà bây giờ là mẹ chết đi rồi, bây giờ là một người bố cũng là lặng lẽ đi theo, còn ở lại hai em này rồi đây, không biết là ai là người chăm sóc cho em, thiếu thốn tình thương ba và mẹ. Rồi lớn lên trong cái thời điểm này giống như là còn nhỏ, rồi lớn lên cũng không có cái nơi mà nương tựa về tình cảm hay các bạn. Mặc dù là nội ngoại hay cô chú bác gì thương yêu và nuôi nấng, nhưng mà đâu có ai bằng cha mẹ mình đâu. Tội nghiệp các em nhỏ này quá. Còn một người tử vong thứ hai đó là anh Y Thuyên hả các bạn, cũng thuộc gia đình khó khăn, cũng có ba con nhỏ các bạn ơi. Giờ đây một người bố ra đi thì để lại ba đứa con nhỏ, để cho một người vợ và ba đứa con nhỏ, một sau một cái chuỗi ngày dài sắp tới sẽ gặp nhiều cái khó khăn dữ lắm. Thì sau khi mà tử vong rồi đó thì chính quyền địa phương cũng động viên thăm hỏi, đồng thời là mọi người cũng góp tiền hỗ trợ để lo mai táng cho nạn nhân ở nơi đây ha các bạn. Theo chia sẻ của Trung tâm Y tế huyện Cư Em Ga đó các bạn, thì khi những người nạn nhân này chở tới bệnh viện thì trong cái tình trạng là ngưng tim, ngưng thở. Thì các bạn biết là khi mà sét đánh xuống là cái dòng điện nó rất là mạnh, ít có khi nào mà cái người bị sét đánh mà sống sót được các bạn ơi. Tuy nhiên một cái trường hợp rất là đặc biệt, em Eileen là cháu nhỏ đó các bạn, sau khi tích cực cấp cứu thì khoảng 10 phút sau thì tim của em này đập trở lại. Và đo huyết áp là các em Eileen này đó là bắt đầu hồi phục với các bạn. Là có lẽ là bác sĩ chia sẻ là chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định. Cho nên là trong cái khoảng cái thời điểm này là em la hét dữ dội lắm các bạn ơi. Do cái chấn động về não đó, cho nên là bệnh nhân này thường kích động và hoảng loạn. Thì em này rất là may mắn luôn đó. Hai người lớn đã tử vong rồi, còn em nhỏ này thì đang trong cái tình trạng là hồi phục trở lại. Rất là may mắn đó các bạn ấy. Thấy cái cuộc sống của họ rất là nghèo khó, và tai nạn bất ngờ ập đến những gia đình nghèo khó, người dân tộc ở đây rất là thương tâm luôn các bạn ơi. Phải nói là những cái người mà những cái vùng nông thôn, những vùng quê, cái cuộc sống người ta khó khăn rồi, càng ngày thì càng khổ thêm. Thì được biết là cách đây cũng 2 tháng ở tỉnh khác các bạn ơi, đó là tỉnh Thái Nguyên, vào ngày 29 tháng 7 đó cũng có một cái vụ mà xảy ra sét đánh ở Thái Nguyên, một người đàn ông tử vong đó các bạn. Thì trong những năm gần đây, việc mà liên quan tới vào những ngày mưa bão thì gặp nhiều cái tai nạn, nào là cây ngã, nào là xe cổ bị tai nạn, nào là bây giờ là sét đánh. Năm nay là những nhiều vụ mà xảy ra liên tiếp ra trong một ngày ha các bạn. Vừa rồi là ngày 22 mà vừa ở Thái Nguyên nè. Ngày 22 là vừa một cái vụ ở Đắk Lắk là hai tử vong, hai người là một người là bị thương nặng đó. Thì ở tại sân bay Nội Bài cũng có một anh B đó là cũng là tử vong, cũng cùng ngày 22 luôn ha các bạn. Và cũng cùng ngày 22 bên Thụy Sĩ có 14 em chơi với sân bóng cũng bị sét đánh, bây giờ đang trong cái tình trạng là nguy kịch và bác sĩ đang theo dõi. Như vậy chỉ có một ngày 22 tháng 9 thôi mà xảy ra ba vụ việc như vậy. Thì trong những cái thời gian mà gần đây báo chí đưa tin á, không những ở Việt Nam mà nhiều nước khác giống như Mỹ bị sét đánh mà cháy rừng ở tiểu bang California đó các bạn. Đó, rồi ở Ấn Độ nữa. Mai mốt mình sẽ chia sẻ một cái thông tin ở Ấn Độ mà bị sét đánh trong một ngày mà hơn 100 người bị tử vong đó các bạn. Phải nói là một con số lên đến khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nói đến đây thì những gia đình mà bị nạn đó các bạn, thì chúng ta thành thật là chia buồn cùng với gia đình, và thấy hoàn cảnh của họ rất là đáng thương quá các bạn ơi. Gia đình mà cuộc sống nghèo khó rồi tai nạn lại ập đến. Phải nói là bà con những vùng nông thôn và những người mà người thân trong gia đình đó, họ đau đớn biết chừng nào khi mà người thân của họ ra đi trong cái sự mà đột ngột như vậy đó các bạn. Thật sự là đau lòng luôn. Những cái tai nạn mà bất ngờ xảy ra, tai nạn thiên tai như thế này thì đâu có ai mà lường trước được sự việc luôn các bạn ơi. Những cái điều mà xảy ra ngoài ý muốn,
đôi khi trong cái cuộc sống vô thường này chúng ta sẽ là không có thể nào mà biết được cái cuộc sống vô thường lắm các bạn ơi. Những giây phút nào chúng ta còn ở bên người thân và gia đình của mình thì những giây phút đó chúng ta cũng rất là trân trọng và yêu quý cái bản thân mình. Đến lúc một ngày nào đó, biết đâu được cuộc sống vô thường mà đôi khi trong cuộc sống này cũng thấy nó gặp nhiều cái nỗi buồn quá. Cho nên là chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua trong cuộc sống này để chúng ta tiến về phía trước. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hãy sống tốt với gia đình và đồng thời có một chút gì đó dành lại cho những người thân yêu của mình ha các bạn. Chứ như Trịnh Công Sơn có viết là một cõi đi về đó các bạn. Khi mà mình ra đi rồi thì mình cũng không nắm được cái gì trong tay ha các bạn. Nhưng mà còn lại cái tình cảm thương yêu cho gia đình, thế khi điều đó là lưu luyến mãi. Xin phép các bạn thôi mình dừng video ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người hãy tiếp tục theo dõi những cái video của mình nha các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.